ngon chưa? Quá trời món ăn. Em Dinh ơi, chị không quay em nhé, quay thực phẩm nhé. Thực phẩm mày ngon thế nhỉ? Thực phẩm quá trời ngon. Ơ xem nó có tôm tiếp gì đâu, tôm đâu? Tôm có đây rồi đấy. Ôi à, thế không có tôm sống à? Nhưng mà này không có tôm sống à? Nó thay tôm bằng ngao rồi. Thả tiền trước để ông Minh nhỉ? Thế đây chị ngồi với em nè. Tôi đấy này. Lấy nước gì giờ nhỉ? Này nó khôn lắm, nó biết hai người đông người đông khách, nó đéo dám bỏ tôm sống. Không phải đâu, nhé. Có thể nó cho phiêu đồ thịt được. Không biết được, thôi để tao uống luôn cho. Cái này không bật. Ăn nữa đi nào, ăn nữa đi nào, nhanh lên.